Tử Vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì, quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận, hung cát của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 11 âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý anh chị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt trong video ngay sau đây của chúng tôi. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng thuộc hành mộc khắc hành thổ. Tháng Tý, lục hợp sửu, tam hợp thìn và thần thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tị. Đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày 1 tháng 11 âm lịch, tức ngày 15 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 11, tức ngày 27 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 11 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 16 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 12 tháng 11, tức ngày 26 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 24 tháng 11 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi, để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Nhâm Tuất có vận may mắn. Người làm công ăn lương sẽ được tăng lương. Người kinh doanh gặp được vận tốt, tài lộc gặp may mắn, có số đào hoa, sức khỏe ổn định. Mậu dương thổ gặp tuất dương thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong tháng này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm
Hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa hung thành an, hóa hung thành cát. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, cho nên họ đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người tuổi Nhâm Tuất khá nóng nảy và cứng đầu, chính vì vậy họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Có như vậy, tuổi Nhâm Tuất mới làm bất cứ việc gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ cần chú ý ngày âm lịch 25 tháng 11 năm 2020, tức ngày 8 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Bính Thìn. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong tháng này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi Nhâm Tuất có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng. Lúc này nên có những suy nghĩ tích cực, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Hơn nữa, tuổi Nhâm Tuất vốn có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của bản thân mình để có thể được cấp trên ưu ái, giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước. Tuy nhiên, những người tuổi Nhâm Tuất phải kiểm soát cảm xúc mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Bản mệnh cũng nên bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi có những chuyện, dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất, chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Những gia chủ Nhâm Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Tài lộc của tuổi Nhâm Tuất. Sang tháng 11 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động. Bạn có thể phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Phần tài lộc của tuổi Nhâm Tuất có phần khởi sắc trong tháng 11. Công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng bản mệnh vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc và những việc thực sự không cần thiết. Còn đối với những người làm kinh doanh có thể thu được khoản lợi nhuận nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình duyên và gia đạo của tuổi Nhâm Tuất. Về phương diện tình cảm của người tuổi Nhâm Tuất tháng này không khởi sắc cho lắm. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Tuy bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng lại không được nhiệt huyết, ga lăng. Bản mệnh cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để kích hoạt tình duyên, người tuổi Nhâm Tuất sử dụng vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp bản mệnh chiêu quý nhân, hòa hợp vợ chồng, tăng cường tình cảm gia đạo. Sức khỏe của tuổi Nhâm Tuất. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ không tốt vào tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho sức khỏe của bạn. Nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội.
Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày khiến cho thị lực của bạn càng ngày càng giảm. Khuyên bản mệnh nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe ổn định, chăm tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền vững, có sức đề kháng tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Sần, Ngọ, Tuất để đem lại sức khỏe và sự bình tâm. Trên đây, kênh Phong Thủy Sa Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nên gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo, được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu của các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.